Các đại tá xin kính chào quý khán giả đại truyền hình SBTN ngày mai thường nắng và luật sư Đô Phủ sẽ được trở lại quý nhà trong phần tình, bình luận tin tức của SBTN xin chào luật sư Đô Phủ ạ. À. Vâng xin kính chào quý vị khán giả đại truyền hình SBTN chào thường nắng. Vâng à, thưa kính thưa Phủ và thưa quý nhà còn đúng một tuần nữa ngày thứ ba và thứ ba tuần sau sẽ là cuộc bầu cử giữa mùa à, tại Hoa Kỳ đánh đoạt được cái quyền kiểm soát của hạ viện và thượng viện của Hoa Kỳ. À, thì nhưng mà trước khi có cái việc xảy ra thì và cuối tuần vừa qua kính thưa quý già đã có một cái sự kiện đó là ông uh, phu quân của bà Nancy Pelosi là chủ tịch quốc hội uh, chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ bị tấn công tại nhà riêng kẻ xâm nhập đã dùng búa uh, tấn công ông và làm đầu cho ông, ông bị nứt 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 sọ phải qua giải phẫu cái điều đặc biệt đó là cái kẻ uh, xâm nhập vào trong cái căn nhà của uh, bà vợ chồng ông, uh, ông uh, Pelosi này đó, tên là David Depep, 42 tuổi. Khi bước vào nhà thì cái đó câu đầu tiên hỏi là Where is Nancy? Nancy đâu? Nó làm cho người ta liên tưởng đến cái ngày bạo loạn ngày 6 tây tháng 1, 2021. Khi đám đông tấn công vào tòa nhà quốc hội, họ đi tìm bà Nancy Pelosi. Và cái câu nổi tiếng nhất là Where is Nancy? Nancy ở đâu? Và chúng ta còn nhớ là còn có một người đã ngồi lên vào trong văn phòng của bà Nancy Pelosi và ngồi trên chiếc ghế của bà. Người đó đã bị tuyên án tù sau khi bị bắt. Và cái laptop là cái máy tính cho tới bây giờ hình như vẫn chưa tìm ra. Cái laptop nằm trong cái văn phòng của bà Nancy Pelosi. Thì với tất cả những cái điều đó nó xảy ra trước cái cuộc bầu cử giữa mùa. Thì chúng ta thấy rằng là cái 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 thông tin mà cho rằng cái cuộc bầu cử 2020 là bị đánh cắp là gian trá là gian lận nó biến trở thành một cái gọi là một cái phong trào đưa đến cho một rất nhiều người và tin vào cái chuyện như vậy và đưa đến cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 và bây giờ đưa đến cái việc tấn công cái phe đối thủ của của mình trong trường hợp này mà đại diện của phe đó là bà Nancy Pelosi thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái chuyện đó nó đưa đến là một cái sự chia rẽ về chính trị chưa bao giờ xảy ra tại Hoa Kỳ mà bây giờ chúng ta thấy cái điều đó và nó điều đó nó xảy ra đến là bởi vì ông Donald Trump đã, là cho tới bây giờ ông cho rằng là ông thua là tại vì có gian lận và cái kịch bản gian lận này được ông Bolsonaro là tổng thống cực hữu ở bên Brazil bên Ba Tây kính thưa quý vị áp dụng và hồi chủ nhật vừa qua ông đã thua Ông thua là tại sao? Không bao giờ tin Covid-19. Ông còn ông Bolsonaro cấm mọi người đeo khẩu trang, cấm không cho các tiểu bang được quyền ra lệnh phong tỏa, nghĩa là, là, đóng cửa lại. Và cấm luôn cái việc, kính thưa nhà, khi ông lên lên YouTube, ông livestream từ văn phòng của ông, ông nói chích ngừa Covid-19 sẽ bị bệnh bệnh ế. Vừa tuyên bố xong, kính thưa nhà, YouTube cắt tài khoản ông ngay lập tức cái và nó đưa đến cái tình trạng là ở ba tây cái từ brazil cái tỷ lệ người chết trên tại vì covid đó là hơn 600 000 người hơn nửa triệu cái rất là đông, dạ yeah. nhưng mà tới ngày hôm nay đến thắng thì coi như cái xác suất mà phải đối lập á mà thắng à, ông à, cựu tổng thống thì đã lên tới khoảng chừng 4-5 điểm rồi <laughs> và coi như họ tính theo vấn đề à, toán đến thắng sáng yeah. nay tương tích tin tức đưa ra đó yeah. thì chúng ta thấy là hầu như là ông kia sẽ bị thua nhưng mà ông kia ông đã tuyên bố rồi, ông không chấp nhận kết quả là thua. Ông nói thẳng mà ông Bolsonaro đã nói trước khi một cuộc bầu cử xảy ra, ông không chấp nhận cái cuộc bầu cử thua. Cũng như cái ứng cử viên thống đốc của tiểu bang Arizona đó, đảng cộng là hòa đó, ông Donald Trump đó yeah. cũng nói là không chấp nhận là thua. Nhưng mà lúc đó chúng ta phải coi thử hiến pháp của Brazil như thế nào. Tại yeah. Từ 85 trở đi, họ đã trở thành cái thể chế dân chủ. Yeah. Và cái thể chế dân chủ đó thì tất cả những người tổng thống sau này đã từ 85 trở đi họ đều tôn trọng từ vấn đề độc tài chuyển qua dân chủ, yeah. thì mình hy vọng á, là cái hiến pháp của phía bên ba tây nó cũng giống như là một phần nào đó có cái sự giống như là cái kèm của hoa kỳ yeah. để cho những người mà chẳng hạn như là giống như ông trump đó yeah. không thể nào lật lại lật cái chính ngược quyền cái kết quả và đổi không? lại cái chuyện này là một cái chuyện nó gọi là tyrant tức là những cái chuyện mà đổi theo cái kết quả theo cái ý mình muốn mặc yeah. dù là trên phương diện pháp lý là ông thua, yeah. dạ. thì nói như thế ở đây mình mình không có nói cái chuyện luật bên tiểu bang à, bên ba tây mình Pate. không rành mình không rành nhưng mà có một cái video kính thưa quán giả là cũng cuối tuần vừa qua trong cái ngày bầu cử một nhà lập pháp của ba tây ủng hộ ông bolsonaro đã chĩa súng vào những người ủng hộ ông uh, ông lưu la là coi như tổng thống của uh, gọi là cựu tổng thống và cũng là ứng cử viên trong trong cuộc bầu cử này ở chúng ta nhìn thấy video đó kính thưa ông giả là ở đây, đây video đó à, anh đâu nhà lập pháp chĩa súng vào trong những người ủng hộ ông ông lula nó cho thấy một cái tình trạng chia rẽ về bạo lực chính trị ở, B... ở ba tây cũng không khác gì ở hoa kỳ chỉ... là bởi vì cái tuyên bố của ông bolsonaro nói rằng là ông chỉ chấp nhận nếu kết quả ông thắng không khác gì bà ứng cử viên ở tiểu bang Arizona khi được hỏi rằng là nếu bà thua bà có chấp nhận không? Bà nói tôi chỉ chấp nhận kết quả tôi thắng. Tại sao đi bố đi tranh cử mà chỉ chấp nhận là mình thắng? Mình phải chấp nhận cái tiếng nói của cư tri mình chứ, đúng không ạ? À? Đúng. Cái đó là cái chính vì hệ. vậy nó tạo ra sự chia rẽ đó và cái chuyện mà dẫn đánh gọi là tấn công ông chồng của bà Nancy Pelosi nó đưa đến là một cái hệ quả là chính trị. Bây giờ nó chia rẽ vì những cái lời tuyên bố láo xạo như vậy. Và đó là những cái mà à, mà những người mà họ bị bị cuồng đó anh đừng Thắng Tức yeah. là mình giữ cái quan điểm khư khư mình không thèm nghe bên đối phương yeah. Mình không còn mở ra cái đầu mình để mình nghe những cái sự mà quan niệm của phía bên đối phương nó bị chuyện đó yeah. à, Chẳng hạn như một cái chuyện mà chúng ta thấy đó là vấn đề phía bên những người bảo thủ bây giờ đó Họ cứ khăng khăng theo ông Trump trong cái chuyện mà gia lệnh phiếu yeah. ta có chuyện gì nữa đâu một cái, yeah. anh này Thắng thấy không? phe bên cấp tiến yeah. thì mình có bị một vấn đề chứ phải không chúng ta yeah. có bị một vấn đề của bên cấp tiến là những cái vấn đề mà vấn đề mà kỳ thị đó yeah. à, có kỳ thị ở Hoa Kỳ có kỳ thị chứ phải không có kỳ thị vâng. và những cái vấn đề kỳ thị đó nó xảy ra nhưng mà chúng ta phải nhớ là nước Hoa Kỳ đã dựng quốc được hơn 200 năm nay yeah. thắng từ thế chiến thứ nhất tới thế chiến thứ nhì chuyển qua một cuộc Nam Bắc phân tranh. Yeah. mà hai bên đã đổ máu ra yeah. để họ gìn giữ được cái nền độc lập của Hoa Kỳ tới ngày hôm nay. Yeah. Thì cái chuyện mà mặc dù có những kỳ thị hay không có những kỳ thị nữa đó, à, hoặc là chuyện nó xảy ra với người da đen là những chuyện xấu đi nữa, nước Hoa Kỳ vẫn là một cái nước mà nó là ánh sáng của thế giới về vấn đề dân chủ. Yeah. Anh từng lắng thấy không? Đồng ý. Yeah. À, cho nên cái chuyện mà kỳ thị đó nó không phải là cái chuyện mà làm cho đến Hoa Kỳ bị châm lại. Nhưng mà đó là những cái mà tranh đấu theo thời gian từ từ nó làm khá hơn. Đôi lúc đó những người mà phía bên cấp tiến đó, họ lại đặt cái màu đen tối lên cái chuyện quá khứ 200 năm vừa qua yeah. là những cái chuyện mà bị kỳ thị hoặc là những chuyện đó là systematic có chứ mà không có nhưng mà tại vì cái hệ thống Hiến pháp Hoa Kỳ nó mở ra cho mình lúc nào cũng thay đổi được yeah. và cái đó là cái mà điểm sáng của Hoa Kỳ yeah. cho nên khi mà con người chúng ta mà mình cực hữu hoặc là mình cực tả quá yeah. thì mình nghĩ lại mình phủ nhận tất cả những cái công của những người đi trước và nó đưa đến nước Hoa Kỳ nó bị phân hóa ra hai bên, bên cực hữu đương nhiên họ nói những cái chuyện mà mình thấy là không có lý, mà bên 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 phía bên cấp tiến, những người mà cấp tiến quá họ nói những cái chuyện cũng giống như là anh xa rời, không có chấp nhận những cái công của những người cũ, nó nó ra cái 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 hai cái hướng đi khác nhau. Dạ vâng thì hoàn toàn đồng ý với anh, đó là cái kết quả mà cái sự phân cực nó đi quá xa giữa hai bên và mình thấy cái kịch bản ở bên Hoa Kỳ nó đã xảy ra bên Ba Tây ở cuối tuần vừa qua là như thế. Và qua một bản tin khác liên quan đến tình hình của Việt Nam, kính thưa quý gia thì chúng ta biết rằng là ngay sau khi ông Tập Cận Bình á, ông được gọi là coi như là ông nắm tím được cái quyền ở cái nhiệm kỳ thứ ba của Trung Cộng thì cái người đầu tiên chạy tới Bắc Kinh để mà <laughs> để mà triều cống không ai khác là trình diễn và triều cống cộng sản Việt Nam là cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng thì kính thưa nhà đây là cái đoạn video của Reuters à, cho thấy là hai bên à, kháng khít ôm nhau thì à, thì theo ông đại sứ Phạm Sao Mai của phía bên cộng sản Việt Nam là đại sứ cộng sản Việt Nam tại Bắc Kinh á thì nói rằng lý do ông Nguyễn Phú Trọng ông qua bên ông phải nhanh chân để mà trình diện thiên triều là bởi vì muốn À, khẳng định lại cái đối tác chiến lược giữa Cộng sản Việt Nam và tập cận bình. Thì cái vấn đề ở đây kính thưa ông nhà mình không biết là ổng ổng tự động ổng chạy qua hay là tập cận bình Bên gọi. Chiều chiều trêu rồi... nó nó, nó, nó tình đi, tình gọi tình lên trình diện là chúng ta cũng biết là tháng 11 đó. Thì tổng thống Biden sẽ ghé qua Việt Nam. À Việt, họ họ không? không, không. Đi, à, á, đi Á Châu chứ không. Đi Châu đi Á Châu. Thì trong trường hợp mà ông Biden đi Á Châu đó Yeah. thì trong trường hợp đó ông này muốn chiều cống trước, tại vì có thể là sẽ đi qua khu Châu Á để gặp Tổng thống Biden, thì họ sợ đó là à. nếu mà bây gặp Tổng thống Biden thì bị ảnh hưởng của Hoa Kỳ yeah. và sợ là thiên chiều sẽ hiểu lầm. Yeah. Cho nên đây là một cái chiêu mà thường thường nó xảy ra rất nhiều à, với những cái vấn đề mà các nước mà gọi là thành tựu mà chiều cống đó yeah. là mình đi mình quỳ trước, mình báo cáo, trước, báo cáo trước, tôi sẽ trung thành với lại cái chính sách mà yeah các anh đưa ra yeah. và tôi là Cộng sản Việt Nam tôi sẽ tuân theo nguyên tắc của Cộng sản Trung Cộng Trung Quốc đưa ra yeah. và tôi muốn hiến dân cái lòng trung thành của tôi chứ không thể nào tôi phản chủ mà tôi đi theo Hoa Kỳ được tại vì tháng 11 Tổng thống Hoa Kỳ sẽ ghé coi châu Á yeah. cho nên trong trường hợp này tôi muốn chứng minh cái lòng uh, trung, trung thành, thành của tôi yeah, trước thành. Dạ, vâng. uh, để chấn an Trung Cộng yeah. mà chúng ta cũng biết là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ họ cũng rất muốn Cộng sản Việt Nam tách ra khỏi Trung Cộng Dạ vâng thì à, kính thưa quý giả thì chúng ta cũng biết rằng là à, nhưng mà đã, trước khi à, đi sâu vào vấn đề này thì năng xin mời quý giả ra giao phần thông tin thương mại đã truyền hình SPTN rồi sẽ trở lại trong giai đoạn và dạ, vâng, vừa rồi vào tin tức đối ngoại truyền hình SPTN sau đây xin được trời buổi nói chuyện với là luật sư Đậu Vũ. Thưa anh Vũ, thưa quý giả thì một trong cái vấn đề đó nhiều người cũng à, rất mong à, nó xảy đến. Tức là trong cái chuyến đi về Á Châu tháng 11 này, Tổng thống Joe Biden sẽ đến, thực đến thực, ông đến ba quốc gia lần thứ nhất, ông đến Ai Cập. Sau đó ông đến đến Campuchia để tham dự cái hội nghị của khối ASEAN. Và sau đó ông qua bên Bali tức là qua bên Indonesia để dự hội nghị G20 nhưng mà không không ghé Việt Nam nhiều người cho rằng là họ đặc biệt là những cái phe ở trong nước Việt Nam những cái phe mà à, gọi là thân Tây phương đó phải Hoa Kỳ đó thì rất mong tổng thống Joe Biden ghé Việt Nam nhưng tổng thống Joe Biden chỉ ghé Việt Nam với điều kiện Việt Nam đồng ý nâng cấp đối tác chiến lược đối với Hoa Kỳ mà thôi. Thì sự hiện diện của Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 này nếu có là để ký cái hiệp ước đó thì nó mới có ý nghĩa. Bây giờ đó phía bên Cộng sản Việt Nam chỉ có đối tác chiến lược với lại anh Trung Cộng, Trung Cộng và anh Nga, đúng không ạ, anh Ấn Độ. Cho nên cái vấn đề đặt ra đó đối với Hoa Kỳ sắp sửa kỷ niệm 10 năm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà phía bên cộng sản cái phe mà thân tây phương thì muốn cái chuyện đó xảy ra nhưng mà phe thân thân tàu đó thì nó không muốn chính vì vậy mà không có lý do gì mà tổng thống mỹ ghé qua phải ghé qua tại vì anh đâu có ký đâu anh đâu ký không ký về đối tác chiến lược. không có là cái gì để chứng minh như thế này một chuyện nữa là là anh từng thắng rồi là tổng bí thư nguyễn phú trọng là chắc chắn là phe của tàu trung cộng họ cầm đầu và họ bắt chiều cống qua thì mình nhìn đó bắt yeah. qua có thể là ông tự động ông qua yeah. hai là trung cộng bắt qua mình không biết là cái nào nó xảy ra yeah. ai initiate tức là ai bắt đầu cái chuyện đó trước nhưng mà nhưng mà cái chuyện là không cần bắt ai bắt đầu trước trung cộng á, kêu qua mà không qua là việt nam sẽ có chuyện với tổng bí thư nguyễn phú trọng yeah. mà nếu mà nguyễn phú trọng biết cái agent họp sắp tới mà không qua báo cáo về quan điểm của mình trong cái agent như thế nào cũng ảnh hưởng tới vấn đề mà chiều cống ở trung cộng dạ. tại vì cái sự lo sợ và cái sự bảo vệ cái quyền lợi của mình tại vì chúng ta thấy là li sinh binh tập dạ. cận bình đó dạ. đắc cử theo nhiệm kỳ như thế nào anh theo thì đúng rồi nó kiểm soát toàn bộ rồi và nguyễn phú trọng thì cũng là tổng bí thư cũng muốn học cái bài cái bài học đó dạ đúng. cũng muốn học bài minh viện đó là cái... tôi sẽ được minh viễn làm vua dạ vâng cho nên chúng ta thấy là cái chuyến đi này nó không có xảy ra mặc dầu là campuchia với việt nam nó ngay 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 hai đó. bên nó kính thưa ông đáp một chút chừng một hai tiếng cũng được nhưng mà không 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 ghé thăm là như vậy. Ngoài ra chúng ta khi anh nhắc tới vấn đề à, Nguyễn Phú Trọng tại sao mà Nguyễn Phú Trọng được leo lên cái vai trò tổng bí thư này cũng xin nhắc lại một cái, một cái một cái một cái câu chuyện là Nguyễn Phú Trọng cái thời gian còn còn làm ở Hà Nội và cũng làm ở trong cái ban lý luận trung ương á thì chính Nguyễn Phú Trọng đã qua bên Bắc Kinh và nói với ban lý luận trung ương ở Bắc Kinh rằng là hân phục về cái sự gọi là cái sự sáng tạo sáng chói của Trung Quốc trong cái việc mà đưa ra cái khái niệm kinh tế thị trường được định hướng bởi xã hội chủ nghĩa nên nhớ rằng cái câu đó đó là nó là, là do Trung cộng nó chế ra nhá nó đẻ ra nhá tại vì bây giờ anh là cộng sản anh vô sản là chuyên chính đúng không ạ à? mà bây giờ anh tháo ra cho đảng viên làm làm kinh tế anh giải thích làm sao bây giờ anh mở ra anh có kinh tế thị trường anh cho các tư các, các những cái công công ty tư nhân làm ăn anh giải thích làm sao với lại cái 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 xã, xã hội chủ nghĩa đúng cho nên chỉ một cách thôi là định hướng theo xã hội Thế chủ nó nghĩa. phải bẻ. đúng mà định hướng xã hội chủ nghĩa là xã hội chủ nghĩa của cộng sản đó, là đúng. tức là mô hình về vấn đề kinh tế yeah. là định hướng bởi độc đảng thật sự phải nói ra chính mới đúng. nguyễn phú trọng đã khen rằng là không có ai mà có thể sáng chói như là trung cộng đã đẻ ra được cái câu đó cho nên mới chắc có lẽ nhờ vậy mới leo được lên cái chức nhờ gọi là bưng bô như thế mới đeo được cái tổng bí thư chứ chắc chắn là rồi chắc chắn là Đúng có rồi. những cái thế lực ở phía sau à, có những người mà nguyễn Phú trọng à, ông nguyễn Phú trọng ông đã mời tới hoặc là ông lobby trước và và trung cộng nhờ tình báo nó đưa ra những cái xấu xa của những ông này yeah. và dành mặt là nếu mà mấy quý vị mà không có đi theo trung cộng là tất cả những chuyện xấu xa của quý vị tôi sẽ yeah. tung ra yeah. và đó là cái chuyện mà họ rất sợ mất trước mắt quyền đến thành dạ vâng dạ hoàn toàn đúng và chính vì vậy cho nên cái giấc mơ của một số các vị những người cho rằng là phía bên Việt Nam có thể có những cái ký kết hợp đồng ý với đối tác nâng cái gọi là cái đối tác chiến lược với Hoa Kỳ trong thời tổng thống Joe Biden để có thể tổng thống Joe Biden ký ghé thăm tháng 11 này chúng ta thấy cái chuyện không xảy ra trước kia đó thì còn nhiều người còn phân tích rằng là tổng thống Joe Biden sẽ không đi Việt Nam, lý do tại vì tháng 11 này đám cưới cháu của ông mà đám cưới là ngay tòa được tổ chức ngay tòa và ốc, cái chuyện đám cưới tòa đó nó không chuyện ảnh hưởng mà mà. gì đó. Chuyện cháu của ông cũng không có quan trọng. Không có quan, quan trọng gì trọng đến cái đó nào nước. cái Cho chuyện gì đó. Cái chuyện ông, ông, là... ông tới campuchia rồi, ông tới bali rồi. Ông ghé Indo Việt Nam rồi. Inđô không sao nhưng mà vấn đề là mục đích chưa đạt được. Chứ Chứ Tức nó chưa là... đạt ông đi. Tại thôi. vì, tại vì chúng ta đoán đến từng thắng là cái chuyện mà cộng sản mà họ yêu nước á, mà để họ giành đất nước của mình ra với cái thế mà chống trung cộng đó, rất là khó. Yeah. là tại vì những tay mà nằm trong um, bí thư và những bộ trung ương đó yeah. là hoàn toàn có làm ăn rất nhiều với trung cộng, yeah. tiền bạc họ rất nhiều, chức vụ họ rất nhiều và chính những cái mà động cơ đó, đó làm cho họ không muốn đất nước Việt Nam tách rời ra độc lập ra khỏi trung cộng yeah. mà họ phải dựa với trung cộng để dựa hơi giống như anh là thái thú vậy đó, yeah. tất cả những anh trong cộng sản đảng trung ương đảng đó là những anh thái thú do trung cộng họ chỉ định. Yeah. Bây giờ anh anh mà đánh vua đó anh sẽ mất chức thái thú ngay đó là cái đi ngược lại đó đó là cái đầu là. Của dân tộc đó dạ vâng cho nên đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy cái sự hiện diện của của nguyễn uh, phú trọng người đầu tiên tới triều cống tập cận mình ngay sau cái đại hậu đáng và tại sao tổng thống joe biden không ghé việt nam trong chuyến đi tháng 11 này để chúng ta trở lại một cái tin hoa kỳ kính thưa gia là ngày hôm qua là ngày thứ hai thì tối cao phát viện đã có nghe một cái buổi gọi là tranh luận giữa một cái vụ kiện uh, kiện uh, gọi là cái affirmative action đó, thưa tên vụ. Đúng rồi. là cái không biết mình kiệt cái việc gọi là cái gì á. Cái vấn đề nó gọi là uh, nâng đỡ những người nâng đỡ đó. những người thiểu số, uh, sắc độc thiểu số. Thì cái vụ kiện này đó là nó kiện Đại học Harvard và Đại học uh, North Carolina, một cái đại học tư, một cái đại học công. Thì nó kiện là như thế này là cái đơn kiện bảo rằng là hai cái đại học này đó sử dụng sắc tộc như là một cái yếu tố để mà nhận sinh viên vào trường. Từ đó nó đưa đến cái vấn đề là kỳ thị người da trắng và người Á Châu. Bởi vì anh không dựa trên cái bản điểm mà anh dựa vào cái sắc tộc để anh sợ tìm các cái cân bằng để mà sao cho tất cả mọi thứ đâm ra đó, học sinh Á Châu. Nhiều người học điểm rất cao, GPA 4.5 mà cũng bị rớt, không được nhận vô. Trong khi đó những người xin lỗi, xin phép, người da đen hoặc là những người uh, lai tinh không tới 4.5 mà vẫn được vô chính vì vậy mà nó đâm ra điều kiện mà trước đây đó tối cao pháp viện đã đưa ra rằng là sắc tộc không bắt buộc là một yếu tố để có cái quyết định nhận sinh viên hay không nhưng với cái vụ kiện đang à, xảy ra thì ngày hôm thứ hai kính thưa giả tối cao pháp viện hình như phe bảo thủ có vẻ như hoàn toàn đồng ý là không nên sử dụng sắc tộc như là một yếu tố để mà nhận sinh viên vào trường đúng và nếu mà cái người mà cái vấn đề về sắc tộc đó, nó hơi tế nhị nó tế nhị đến thịnh thắng và nó có cái um, vấn đề toán học ở trong đó nữa về vấn đề statistics nữa à. ví dụ như là tôi nói là tiểu bang California đi dạ. hoặc là anh ở um, tiểu bang mà đông dân thiểu số nhất tiểu bang, bang Cali là bỏ cái đó rồi nha bỏ đúng, cái đúng, affirmative đúng, action nhưng mà rồi. chúng ta nói ví dụ vậy đi dạ. thì nếu mà tính ra tiểu bang Cali đó là người gốc Việt đó chẳng hạn như là chỉ có đóng khoảng chừng năm phần trăm tiểu dân Cali thôi sắc sắc trên nó không có nhiều lắm đâu dạ. à, um, năm phần trăm dân cali ba yeah. triệu dân thì chúng ta năm phần trăm thôi năm phần trăm nó cũng có nhiều đó tôi nghĩ không tới đâu yeah. uh, uh, cái <laughs> uh, cho năm phần trăm cho năm phần trăm đi năm phần trăm là khoảng triệu, triệu mấy đó mình yeah. cho là gần, 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 gần hai gần 2 triệu đó yeah. um, cho là một cái triệu một triệu hai đi cỡ là là năm phần trăm đi yeah. thì như vậy đó theo như cái xác sắc, suất sắc đó thì thành phố cũng như là những người dân cử đó nếu mà tính theo affirmative action đó mà tính theo phần trăm đó yeah thì chúng ta chỉ có được 5% thôi. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ yeah, đúng. Nhưng mà anh tính vô, vô, số quan tòa nè, số dân cử nè, số người làm việc ở hạ viện nè, con số hơn hơn yeah. 5%. Dạ. Hoàn toàn đúng Thì đúng. như vậy đó, nếu mà con số mà 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 anh trên như vậy đó thì nó có công bằng hay không? Dạ. Yeah. Thì... hoặc là hoặc là hoặc là trong những ngành nghề khác á, người gốc việt lại không tới năm tôi nói ví dụ như vậy Dạ yeah thì anh anh có nên cho nâng đỡ những người thiểu số người gốc việt vô trong những cái ngành nghề đó không nó là con dao hai lưỡi đó anh thì nó có dao hai lưỡi thì bởi cho nên cái cái vụ cái vụ kiện này đó nó không phải chỉ có cái vấn đề vô trường đại học harvard hoặc là, hoặc là đại học north carolina mà như anh trình bày đó nó ảnh hưởng đến cái công an việc làm nữa tức là lúc đó anh sẽ không nhìn sắc tộc như là một yếu tố bắt buộc anh phải có trong chẳng hạn chẳng hạn như là, là những, những làm. cái contract đó những cái hợp đồng đó nếu yeah. nó có affirmative action đó thì anh nộp vô về vấn đề mà Uh, việc làm của tiểu bang họ đưa đó yeah. họ sẽ tính theo Affirmative Action và họ award cho anh contract mặc dù anh dở hơn và người yeah. gốc Việt có thể xin được những contract ở trong đó để anh làm việc yeah. tại vì tính theo tỷ lệ là họ phải đưa cho anh hợp đồng đó mặc dù anh dở hơn yeah. đó là hình thức họ nâng đỡ các người thiểu số yeah. um, cho nên đó là một cái chuyện mà mình phải suy nghĩ đừng thắng. phải suy nghĩ là nó cái nào đấy công bằng nhất hoặc là anh kệ anh cho dĩ nhiên những người mà những gốc Việt thì tới sau làm sao bằng những công ty lớn được yeah. thì những contract lớn thì công ty lớn lấy hết yeah. anh không còn tới phiên anh đâu Yeah. nếu anh không có affirmative action là anh nâng đỡ cái thiểu số thì anh sẽ không được bao giờ có được những hợp đồng đó thì bên Hover đó họ họ, họ lập luận thế này họ không có kỳ thị họ không dùng cái chỉ số tộc họ đưa lý do là như anh nói là năm dân số gốc việt ở nước mỹ này chỉ có năm phần trăm thôi mà họ nhận trong cái cái mùa 2022 này là mùa thu 2022 họ nhận phần là 8% rồi à, thì nhiều quá. Họ nhận là 8% người gốc Việt rồi còn hơn luôn cả cái nam tính cái tỷ lệ hơn luôn người da trắng nữa à, vậy thì rõ ràng là họ, họ đâu không đâu kỳ thị đúng họ không kỳ thị thế mới cãi nhau sao đây cũng hơi khó nói luôn đúng. đúng và và tòa án từng gọi sự những cái chuyện mà họ chỉ nói là cái race á, tức là cái màu da của mình nó chỉ là một yếu tố ở trong đó thôi yeah. chứ không phải là cái yếu tố đính đoạt cho phép hai chuyện khác nhau <cười> <cười> vâng rất tiếc về thời gian không nhiều một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả của SPTN cảm ơn luật sư Đỗ Phú và xin hẹn quý nhau tuần sau cũng giờ này trên đài truyền SPTN xin kính chào quý vị